đấu đầu tiên giữa sóng lớn và sóng thông minh. Đó là một trận khai mạc rất tuyệt vời mà theo như chúng tôi hay nói với nhau, bóng tiền chúng ta sẽ không mua được chiếc vé mà đá sau trận khai mạc như thế này. Bởi một trận khai mạc là một rất quan trọng, rất danh dự, rất đặc biệt. Tất cả các cổ động viên đông nhất và khán giả cũng đông nhất ở tại Hà Nội và đối diện với các cầu thủ đều có mặt để cùng theo dõi, cùng chứng kiến và chúng ta sẽ được những mặt hiện tại như vậy. Và trận khai mạc luôn luôn để trận đấu giành được rất nhiều những sự quan tâm và trận đấu một chiếc vé danh giá, một chiếc vé danh dự nhất của mùa giải năm nay. Có thể chúng ta sẽ không có mặt ở trong trận chung kết, có thể chúng ta sẽ không được cúp vô địch, nhưng chúng ta có mặt ở trận đấu trên khai mạc mùa giải, đó cũng là một điều tuyệt vời. Và chúng ta có thể thấy là lúc này thì tất cả những cái tên, những cầu thủ xuất sắc nhất cũng đang có mặt ở trong đội hình chính thức trong trận khai mạc mùa giải năm nay. Giữa cuộc đối đầu giữa xóm đồng và các chàng trai xóm bến, và trên tay tôi đã nhận được đội hình chính thức của FC Đông Bình, và xin mời đội hình chính thức của FC xóm bến chúng ta chuẩn bị để gửi về ban tổ chức. Có thể nói đây cũng là một cơ hội để chúng ta hàn gắn những vết thương lòng. Và có lẽ có những cầu thủ có những mâu thuẫn, có những cổ động viên có những mâu thuẫn, có thể từ mùa bóng năm nay cho tới mùa bóng sang năm mới có cơ hội, mới có dịp để chúng ta sẽ hàn gắn và chúng ta sẽ cùng nhau ôn lại, cũng như là cùng nhau làm những điều gì tốt nhất cho xóm của mình. Và đó mới là bóng đá. Bóng đá luôn là một chất kết dính và luôn là những điều mang lại cho chúng ta sự gắn bó và đoàn kết trong xóm cũng như là trong làng hơn. Và như vậy là một ngày hội bóng đá, một mùa bóng lại đến, chúng ta lại hàn gắn những tình cảm. Tình cảm chúng ta lại tăng lên, sẽ vui hơn ở trong các xóm. Và theo như thông tin mà chúng tôi vừa nhận được thì cho dù không phải là hai xóm đá trong trận khai mạc hôm nay và sáu xóm còn lại cũng đã đặt cỗ rồi. Đó là những gì và đó là truyền thống của Vạn Điểm chúng ta. Và đó là những điều mà chúng ta cũng sẽ nên làm mỗi khi chúng ta có một sự kiện, có một ngày hội. Và chúng tôi đã nhìn thấy tổ trọng tài đã bước xuống sân để làm những thủ tục cuối cùng cho trận khai mạc chính thức tranh tài trong buổi chiều ngày hôm nay tại sân vận động trung tâm xã Vạn Điểm. Đã mát mẻ hơn và có thể nói là thời tiết đang rất chiều lòng người. Chúng ta còn nhớ mùa giải gần đây thôi, đó là người anh em hàng xóm chúng ta, giải bóng đá Đỗ Xá, rất tuyệt vời khi mà thời tiết đã ủng hộ cho cả một mùa giải, không có một hạt mưa nào rơi xuống trong tất cả những trận đấu của mùa giải diễn ra. Và chúng ta cũng mong rằng giải của chúng ta cũng sẽ là như vậy. Đó là một yếu tố rất quan trọng tạo nên những thành công. Và song song với giải đấu chúng ta chiều ngày hôm nay thì buổi chiều ngày hôm qua ở thôn Đặng Xá cũng đã chính thức khai mạc mùa giải lần thứ 20. Trận đấu đầu tiên khai mạc đó là FC xóm Chùa và xóm Đình 1. Và xóm Đình 1 đã có một, xin lỗi, xóm Đình 2 đã có một cuộc lội ngược dòng ngoạn mục trước đương kim vô địch xóm Chùa trong mùa giải, trong khuôn khổ của giải thôn Đặng Xá. Và trong buổi chiều ngày hôm nay thì đó là trận so tài đầu tiên cũng như là trận thứ hai trong mùa giải của thôn Đặng Xá, đó là FC Con Cò và FC Đình 1.
và quay trở lại với sân vận động xã Ba Điểm của chúng ta trong buổi chiều ngày hôm nay, thì đó là trận tranh tài đầu tiên khai mở cho mùa giải năm nay. Đó là cuộc đối đầu giữa xóm Bến và xóm Đông. Và trong màn diễu hành chúng ta để thấy là có những lời rất hay khi mà nói tới khi mà có sự xuất hiện của xóm Bến thì bầu trời của Ba Điểm sẽ được chia thành hai. Và rõ ràng là hai anh chàng Sơn Tinh Thủy Tinh ngang sức ngang tài sẽ thi đấu tranh tài với nhau trên sân vận động xã Ba Điểm của chúng ta trong ít phút nữa. Và tất cả những hạng mục cũng đã sẵn sàng. Vâng, và theo quan sát của chúng tôi thì tổ trọng tài cũng đã sẵn sàng để dẫn hai đội ra khu vực giữa sân. Và lá cờ tổ quốc cũng sẽ có mặt và sẵn sàng ở tất cả những trận đấu. Và chúng ta không thể thiếu đi, không thể quên được nghi lễ chào cờ đầu tiên. Vâng, và xin mời lá cờ Tổ quốc Việt Nam sẽ bắt đầu di chuyển. Xin mời. Vâng, và tiếp đến là tổ trọng tài sẽ dẫn hai đội ra khu vực giữa sân để làm những thủ tục cuối cùng trước khi trận đấu được tranh tài. Và sau đây chúng ta sẽ cùng đến với nghi lễ chào cờ. Xin kính mời quý vị đại biểu, toàn thể nhân dân, các cầu thủ, chúng ta đứng lên làm lễ chào cờ. Nghiêng quốc ca. Nhìn lắm việc đấy. Các vị đại biểu và toàn thể nhân dân chúng ta vẫn đứng. Xin mời tất cả chúng ta vẫn đứng tại chỗ. Để tưởng nhớ tới đến cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, người có công lao to lớn và xuất sắc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đề nghị quý vị đại biểu, tất cả các cầu thủ và bà con nhân dân, chúng ta dành một phút để tưởng niệm. Một phút tưởng niệm bắt đầu. Thôi, xin kính mời quý vị đại biểu và toàn thể nhân dân an tọa.
Vâng, và xin mời quý vị chúng ta cùng đến với sân vận động trung tâm xã Vạn Điểm để đón xem trận khai mạc đầu tiên của mùa giải lần thứ 14 năm nay giữa đội FC Đồng Bình và FC Xóm Bến. Và trên sân lúc này vẫn chính là tổ trọng tài đến từ Trung tâm Thể dục Thể thao Thủ đô Hà Nội, là những người điều khiển chính trong trận khai mạc ngày hôm nay và tất cả những trận đấu trong mùa giải của chúng ta. Và sau đây xin mời quý vị chúng ta cùng đến đội hình xuất phát của hai đội bóng như sau. Và đây là đội hình xuất phát của FC Cao Thủ Xóm Bến, gồm có cầu thủ số 9, xin lỗi, thủ môn số 98 Văn Nam, cầu vệ số 77 Tăng Vũ Hoàng Khiêm, Hoàng Minh Văn Hùng, các tiền vệ phòng ngự Nhật Anh, Hoàng Nam, Minh Long và số 95 Hoàng Bách, các tiền đạo tấn công đó là số 13 Cường Torres và tiền đạo cắm cao nhất đó là số 22 Tuân Tít. Và đây là đội hình xuất phát ra quân trong trận đấu ngày nay của FC Đông Bình, gồm có các cầu thủ thủ môn số 1 Mạnh Hùng, cầu vệ Trường Đức Vinh, Văn Quang, Văn Sơn, Đức Tưởng, Thành Công, Đăng Trình, Ngô Toản và các tiền đạo tấn công như Nguyễn Kỳ. Và đó là những cái tên mà chúng ta thể thấy là không thể thiếu trong đội hình các lão tướng của FC Đông Bình. Và chấn giữ cung thành bên phía tay trái của tất cả chúng ta đó chính là cao thủ trong trang phục áo trắng quần đen FC Đông Bình. Và bên tay phải của màn hình quý vị và các bạn trong trang phục áo đỏ quần xanh đó là cao thủ đến từ Xóm Bến. Vâng, và có lẽ là tất cả đã sẵn sàng và chúng ta sẽ cùng đến với màn đếm ngược. 5 4 Vâng, và như vậy theo như đề nghị của tổ trọng tài, xin quý vị vui lòng ở bên phía cầu môn của Xóm Bến. Các quý vị chúng ta sẽ ngồi lùi ra ngoài sân một chút nữa để tạo cho tầm quan sát của tổ trọng tài cũng như là sự ổn định của thủ môn. Và đặc biệt là các quý vị đang ngồi ở bên phía những tấm biển quảng cáo ạ. Xin mời các ông, các anh tạm thời di chuyển một chút. Xong lát nữa quên đi, chúng ta lại ra sau. Xin mời các đồng chí trong ban tổ chức chúng ta sẽ điều hành tất cả quý vị khán giả. Và xin mời chúng ta cùng đến với trận khai mạc ngày hôm nay. 5, 4, 3, 2, 1. Bắt đầu. Và như vậy là tiếng còi khai cuộc trận đấu mở màn của mùa giải năm nay của trọng tài Nguyễn Anh Tuấn đã bắt đầu. Đây là Nguyễn Kỳ. Nguyễn Kỳ không được. Đó là pha lên bóng đầu tiên của các lão tướng Xóm Đồng. Quan sát rất rõ, chúng ta thể thấy là lão tướng Vinh Nghệ An là người đá thấp nhất bên phía đội hình Xóm Đồng. Đây là Mạnh Tưởng, Thành Công. Chúng ta thể thấy là ngay từ những phút đầu nhập cuộc đã cho thấy sự quyết tâm của hai bên. Các thi đấu đang thi đấu với một tốc độ cao và như vậy là cao thủ Xóm Bến có một tình huống phạm lỗi đầu tiên trong mùa giải năm nay, trong trận đấu ngày hôm nay đối với cao thủ FC Đồng Bình. Và một chuyên gia đá phạt mang tên Thành Công đang đứng ở trước bóng. Chúng ta thể thấy là thời tiết đang ủng hộ cho trận đấu ngày hôm nay. Thời tiết đang diễn ra rất mát mẻ ở trên sân, nhưng ở dưới sân thì có lẽ trận đấu đang rất nóng. Thành Công quá mạnh,
Bóng đã đi quá cao so với khung thành của thủ môn Văn Nam. Quan sát bốn phía sân vận động, chúng ta thể thấy rõ niềm đam mê chơi bóng tròn của người dân quê hương thôn Ba Điểm của chúng ta. Lúc này thì đã đang được lấp kín rồi. Chúng ta thể thấy là một cuộc đối đầu rất thú vị, một trận đấu có lẽ được dự đoán rất cân bằng. Quan sát chúng ta thể thấy là một nửa đội hình của xóm Bến năm nay đó là những cầu thủ trẻ. Và trong đội hình chúng ta thể thấy là thiếu đi Văn Toàn, anh đang bị chấn thương và đang điều trị chấn thương dây chằng ở trên bệnh viện. Và đó là sự khó khăn cũng như là thiếu đi một khu vực trung tâm mang tên Văn Toàn. Mạnh Tường, tiếng còi đã cất lên và trọng tài đã xác định có lỗi thuộc về các cầu thủ Sóc Đông. Mặc dù chúng ta thể thấy là năm nay lại là một năm kinh tế khó khăn, và tuy nhiên thì thay mặt cho ban tổ chức xin được cảm ơn tất cả các mạnh thường quân, các nhà tài trợ, các cá nhân, các tập thể, hiệp hội cũng đã bằng cách này cách khác đã đồng hành ủng hộ cho mùa giải của chúng ta để sẽ được khởi tranh và diễn ra được thành công tốt đẹp. Và đặc biệt là xin được cảm ơn nhà tài trợ chính công ty Chí Lâm và cảm ơn anh Đình Duy, cũng là nhà đồng hành cùng với mùa giải, công ty cổ phần bột gỗ NK Việt Nam. Và không những đồng hành cùng với mùa giải và cũng là nhà tài trợ chính cho quê hương xóm trại, đó là một sự hy sinh cũng như là đóng góp rất đáng kể vào mỗi một mùa giải được khởi tranh trên quê hương Ba Điểm của chúng ta. Đây là Đăng Trình, Ngô Toán, vâng, có lẽ vừa rồi là một cú sút, là một phép thử với đồng đội xem độ rắn của vòng 3 như thế nào đối với Vũ Tiểu. Chúng ta đều thấy là 7 phút của hiệp thi đấu thứ nhất đã trôi qua. Vâng, tuy nhiên thì hai đội vẫn đang thi đấu rất cẩn trọng. Tất cả các tuyến đều đang cho thấy sự chắc chắn. Và hai đội vẫn đang có những pha tranh chấp ở khu vực vòng tròn trung tâm mà thôi. Ném biên cho các cầu thủ xóm Đông. Mô Toán. Bóng vẫn trong chân của các cầu thủ xóm Đông. Không được. Vẫn chưa thực sự có cơ hội nguy hiểm mà hai đội đã tạo nên về khung thành của nhau. Tiếng còi đã cất lên và trọng tài đã xác định có lỗi thuộc về cầu thủ xóm Bến. Chúng ta thể thấy là luôn là đông nhất, có một lực lượng các cầu thủ tham gia đông nhất
và các cổ động viên cũng đông nhất đó chính là cao thủ Xóm Bến. Và năm nay thì đó là một năm thay đổi bởi Xóm Bến đã bốc thăm vào màu đỏ, là một màu có thể nói là rực lửa, một màu mà tạo nên những sức mạnh. Và tuy nhiên thì cầu thủ FC Xóm Đông vẫn là một gam màu trắng, màu sáng để đem lại những vận may, đem lại những hy vọng. Mạnh Tường, Nguyễn Kỳ có lẽ là vẫn chưa đủ để trọng tài cất còi trong tình huống vừa rồi giữa Vũ Kiều và Nguyễn Kỳ. Vẫn còn, không có ai cả. Và có lẽ đây là tình huống nguy hiểm đầu tiên của cao thủ Xóm Bến tạo nên. Rồi, rất tốt. Đó là pha bắt bóng có thể nói là rất gọn gàng của Mạnh Hùng. Không được. Chúng ta được thấy là vừa rồi cũng là một câu trả lời của Xóm Đông. Tuy nhiên rất tiếc là đội trưởng Thành Công đã không thể theo kịp được đường truyền vừa rồi. Một thế trận cũng đang diễn ra có thể nói là tương đối cân bằng, ngoại trừ một pha băng xuống của tiền đạo Xóm Bến và cắt ngang công thành vừa rồi mà thôi. Đây là cơ hội của lão tướng Cường Torres, không kịp. Chúng ta thể thấy là lão tướng Cường Torres cũng đang được ban huấn luyện của Xóm Bến tin dùng, mặc dù năm nay anh cũng đã khá nhiều tuổi. Vũ Kiều không hề có lỗi. Đó là một pha khống chế bóng hợp lệ của Vũ Kiều. Ngô Toán lật vào. Rồi, một chút nữa thôi là bóng đã đến được cái đầu của Nguyễn Kỳ. Đó là pha lật bóng đầy cố gắng của lão tướng Ngô Toản. Chúng ta thấy là một nhãn quan rất nhanh của Ngô Toản đã nhận thấy đồng đội của mình là Nguyễn Kỳ di chuyển bằng bên phía cánh trái. Thì lập tức Ngô Toản đã có một cú lật bóng khá đẹp. Tuy nhiên thì nó chưa thể đủ lực để vượt qua được hàng thủ của Xóm Bến. Rất nhịp nhàng. Ngô Toản, Nguyễn Kỳ. Ném biên cho Xóm Đông. Bình Nghệ An. Chúng ta thể thấy là điều lệ của mùa giải năm nay rất chặt chẽ. Chúng ta cũng rút kinh nghiệm ở mùa giải năm trước, cho tới trận chung kết rồi thì ban huấn luyện của các xóm vẫn cứ nách luật, vẫn tìm đủ mọi cách để đưa các cầu thủ chơi tốt nhất vào đá trong trận chung kết. Bằng tuy nhiên năm nay thì ban tổ chức cũng đã lường trước được những sự việc đó và đã đưa ra những điều lệ có thể nói là rất khắt khe và làm cho nhiều các cầu thủ sẽ rất nuối tiếc khi mà không được thi đấu. Điển hình như Xóm Chùa sẽ thiếu vắng Cường Trợn. Và năm ngoái chúng ta còn nhớ tới một câu thơ rất là hay mà chúng tôi đã đọc ở trong trận đấu. Nguyễn Kỳ. Vẫn là Nguyễn Kỳ. Vâng, tuy nhiên thì trọng tài đã xác định bóng đi hết đường biên ngang và quyền phát bóng lên thuộc về Xóm Bến. Chúng ta có thể thấy là Vinh Nghệ An đã chơi rất tròn vai. Chỉ một đập thôi là bóng đã ra ngoài, đó là
tròn vai của một hậu vệ. Và buổi chiều ngày mai sẽ là cuộc so tài giữa xóm 2 và xóm 3. Xin mời quý vị, chúng ta sắp xếp công việc thời gian đến sân để cổ vũ cho cả hai bên. Lỗi rồi, một tình huống phạm lỗi kéo người rất rõ ràng. Vâng, tuy nhiên chúng ta có thể thấy là lão tướng Đăng Trình đã tỏ ra rất kinh nghiệm. Khi mà nhận thấy có một tác động nhẹ ở đằng sau lưng tôi, lập tức Đăng Trình đã ngã rất đẹp mắt, ngã một cách rất tròn trịa. Một tình huống ném biên cho xóm đồng vẫn còn. Chúng ta có thể thấy là tiền vệ đội trưởng Thành Công đã bị kèm rất chặt ở bên phía cánh trái và rất khó có thể xoay sở bằng những cú sút. Vẫn còn. Chúng ta có thể thấy là thời tiết đang rất tuyệt vời, đang rất ủng hộ cho tất cả chúng ta và cho trận khai mạc ngày hôm nay. Và khán giả cũng đang ở trên sân là rất đông. Nhật Anh. Và đó là lợi thế cho xóm đông. Rất quyết liệt. Nhật Anh. Một đường chuyền dài cho Cường Torres. Đây là Nguyễn Kỳ. Cơ hội. Không được. Đó là cú đá của Văn Đại. Hai tình huống liên tiếp, hai cú sút liên tiếp của các tiền vệ phòng ngự xóm đồng. Vâng, tuy nhiên chúng ta thể thấy là thủ môn Văn Nam đã chọn rất đúng vị trí. Vẫn là những pha tranh chấp rất quyết liệt ở khu vực giữa sân. Bóng đang trong chân cầu thủ xóm bến. Thành Công. Một cú sút rất mạnh. Bởi tuy nhiên lại thêm một lần nữa mà Thành Công đã thực hiện hai cú sút qua xà ngang. Một nửa thời gian thi đấu chính thức của hiệp 1 đã trôi qua và tỷ số vẫn đang là không đều. Vâng, và có lẽ đây là những giây phút mà quý vị khán giả đang được thư thái. Và có lẽ đây là những phút mà chúng ta sẽ cảm thấy thư giãn nhất trong những ngày làm việc vất vả. Và chính vì vậy ở đây cũng như là một sân khấu để cho các cầu thủ biểu diễn, cống hiến. Và một điều tuyệt vời là chúng ta thi đấu với chính những người anh em
những người chú cháu, những người anh em, thậm chí là bố con. Đó là những điều rất tuyệt vời mà giải đấu của chúng ta có được. Chính vì vậy mà chúng ta không đặt nặng thắng thua, không đặt nặng thành tích, mà chúng ta sẽ phải thi đấu trên tinh thần cống hiến, biểu diễn. Và chúng ta cũng biết là tất cả những trận đấu trong mùa giải của chúng ta đều được live stream phát trực tiếp cho tất cả quý vị chúng ta khi mà không có điều kiện đến sân để xem trực tiếp. Và điều đặc biệt hơn đó là tất cả những hành động của các cầu thủ được diễn ra đều cũng đã được ghi lại. Chính vì vậy mà các cầu thủ hãy có những phong cách đẹp. Tốc độ của trận đấu đang diễn ra cũng ở một tốc độ trung bình. Có lẽ là hai đội vẫn chưa thực sự mạo hiểm. Trọng tài đã xác định quyền đá biên thuộc về xóm bến. Và cũng thay mặt cho ban tổ chức, thay mặt cho 200 cầu thủ tham dự giải, cũng xin cảm ơn các vị lãnh đạo cũng đã quan tâm và động viên rất kịp thời cho mùa giải diễn ra được thành công tốt đẹp. Trọng tài đã xác định bóng ra ngoài sân. Và trên khán đài luôn là những sự hiện diện đầy chân quý của các vị lãnh đạo xã cũng như là thôn, đều đang rất quan tâm tới mùa giải của chúng ta. Và đặc biệt là các nhà tài trợ đã đồng hành để có được những kinh phí sẽ diễn ra thông suốt và đẹp mắt, ấn tượng trong mỗi trận đấu cũng như là trong mùa giải của chúng ta. Đăng Trình lại thêm một lần nữa, mà tiếng còi của trọng tài Anh Tuấn đã cất lên. Một cầu thủ xóm bến đã đau và đang nằm sân, và tuy nhiên thì đó là tình huống mà trọng tài đã cho rằng tiền đạo của xóm bến đã rơi vào thế việt vị. Và như vậy chúng ta thể thấy là quê hương xã Ba Điểm của chúng ta có 3 thôn, Đỗ Xá, Bản Điểm và Đặng Xá, thì năm nay cũng đều đồng loạt cùng tổ chức. Ở quê hương Đỗ Xá thì chúng ta giải của chúng ta đã có 20 năm tuổi, và ở Đặng Xá cũng vậy. Còn tuy nhiên ở thôn Ba Điểm chúng ta thì mùa giải năm nay là mùa giải năm thứ 14. Những năm chính thức và những năm mà chúng ta không chính thức thì sẽ rất nhiều. Nếu như chúng ta mà kể đến thì có lẽ là cũng sẽ khoảng hơn 20 tuổi rồi. Văn Quang, Nguyễn Kỳ không được. Và có lẽ là Nguyễn Kỳ đã chỉ chậm hơn 1/2 giây thôi. Chúng ta thấy đấy là thủ môn Văn Nam đã nhanh hơn 1/2 giây. Và Văn Nam đã là người chiến thắng ngay trên đầu của tiền đạo Nguyễn Kỳ. Văn Quang, Hoàng Khiêm, Torres. Kìa. Rõ ràng là thay lời cho các cổ động viên, và chúng tôi đang xem thì rất muốn các cầu thủ chúng ta sẽ thi đấu bài bản hơn, thi đấu sắc nét, có nét rõ ràng hơn. Và thay vì bằng những cú sút mì ăn liền thì thay vào đó thì các cầu thủ có thể
chơi với một tinh thần đồng đội, các cầu thủ có thể ban truyền, chơi với một chiến thuật đẹp để cống hiến cho 4.000 khán giả đang chứng kiến trận đấu ngày hôm nay. Và có lẽ có khoảng rất nhiều nghìn khán giả đang xem qua live stream. Một quả đá phạt dành cho Sơn Đông, và đứng trước bóng lúc này vẫn là số 7 Thành Công. Lần này thì Thành Công đã căng thức lắm. Đánh đâu, không vào. Vâng, như vậy là thủ môn Văn Nam vẫn là người chiến thắng. Một sự phản xạ có thể nói là rất tuyệt vời của thủ môn Văn Nam. Chúng ta được thấy là những đầu ngón tay của Văn Nam đã kịp thời chạm vào trái bóng để đưa bóng qua xà ngang. Ấn rồi, có lên đâu. Nó cứ ở 3 mấy rồi. Chúng ta thấy đấy là có tới 3 cơ hội của Xóm Đông đã tạo nên. Bắn được đâu, bắn lên bắn ngược lại. Vâng, tuy nhiên thì vẫn chưa có bàn thắng chính thức. Bạn xuống giảm, giảm đi. Giảm cơ mà. Bạn nào tăng lên. Rồi, đây nó vừa trăng qua. Như đấy. Chúng tôi cũng đã thông báo rằng lúc này ăn có được đâu. Trên bầu trời quê hương Vạn Điểm của chúng ta lúc này đang có 2 giải. Đó là giải bóng của quê hương Đặng Xá cũng như là giải của Vạn Điểm của chúng ta. Đối với quê hương Vạn Điểm của chúng ta thì đây là trận khai mạc đầu tiên, còn đối với quê hương thôn Đặng Xá mùa giải lần thứ 20 thì hôm nay sẽ có trận thi đấu thứ hai giữa FC Con Cò và FC Đình Một, quê hương của bí thư đoàn xã Trần Quang Sơn, và chắc chắn rằng anh cũng sẽ thi đấu trong đội hình chính thức của xóm của mình. Vâng, và có lẽ là thời gian thi đấu chính thức của hiệp 1 cũng không còn nhiều và tỷ số vẫn đang là không đều. Và theo như thống kê thì trong những phút vừa qua của hiệp 1 thì cầu thủ Xóm Đông là những người cầm bóng nhiều hơn. Họ đang tạo ra được nhiều cơ hội ngon ăn hơn. Ngô Toàn. Ném bên cho Xóm Đông. Nguyễn Kỳ. Đây là Đăng Trinh. Bất ngờ. Bóng đến chân của cầu thủ Xóm Đen. Đây là cơ hội phản công. Torres. Đó là một tình huống derby volley của lão tướng Cường Torres. Tuy nhiên thì với cú sút vừa rồi thì nó đi hơi nhẹ và đúng vào với vị trí của thủ môn Mạnh Hùng. Đó là tình huống Việt Vị. Và có lẽ là cho tới lúc này bàn thắng chưa đến, và đặc biệt là chưa đến đối với cầu thủ Xóm Bến, thì chúng ta vẫn chưa được thấy màn ăn mừng mang tên mũ nổi xanh. Và những chiếc mũ cối thương hiệu của Xóm Bến vẫn chưa có cơ hội để ăn mừng, để khua trên tay khi mà đội nhà ghi bàn. Và lúc này thì là một người con của Xóm Bến, đó là anh Hải Mì, tôi không biết rằng anh đang nghĩ gì. Và rất có thể là hiệp 1 của trận khai mạc
trong buổi chiều ngày hôm nay sẽ không có bàn thắng. Bởi vì quan sát chúng ta đều thấy là tốc độ của trận đấu là khá chậm. Các cơ hội cũng không được rõ ràng nhiều và có lẽ là bàn thắng cũng sẽ rất ít và chưa thể đến được ở những phút trong hiệp 1 này. Và có lẽ là chúng ta sẽ chờ đợi bàn thắng sẽ đến trong hiệp 2. Và như vậy là Sóc Đông có sự thay đổi người đầu tiên. Như vậy là lão tướng Nguyễn Kỳ đã rời sân. Và vào thay đó là cầu thủ trẻ Minh Tiến. Lỗi rồi. Vâng, như vậy là trọng tài Anh Tuấn đã nhắc nhở lão tướng Mạnh Tưởng. Và chúng ta thì thấy là một cơ hội dành cho các cầu thủ áo đỏ xóm bến. Một cơ hội cho những chiếc mũ cối xanh. Và đứng trước bóng đá này là lão tướng Cường Torres cũng như là Hoàng Khiêm và Mạnh Hùng. Và rất có thể là lão tướng Cường Torres sẽ thực hiện tình huống đá phạt này. Và đây cũng có thể là một thử thách đối với thủ môn. Không được, bóng đá không qua được hàng rào của Sóc Đông. Rất lộn xộn. Đó là pha kết thúc của hậu vệ Vũ Kiều. Ngày mai sẽ là cuộc đối đầu giữa xóm 2 và xóm 3. Và chúng ta thấy là trong mùa giải năm nay thì xóm 2 nằm ở trong bảng tử thần. Vâng, tuy nhiên ở những nơi nguy hiểm nhất thì lại là nơi an toàn nhất. Và rất có thể là xóm 2 sẽ tạo nên những bất ngờ trước cầu thủ xóm 3 trong buổi chiều ngày mai chăng. Chúng ta cùng chờ đón trận đấu ngày mai giữa xóm 2 và xóm 3. Và chúng ta cùng trở lại với trận khai mạc ngày hôm nay giữa xóm Đông và xóm Bến. Và tỷ số vẫn đang là không đều. Cối! Không được! Đó là cơ hội tiếp theo cho lão tướng Mạnh Tưởng. Và sẽ có một quả phạt góc thứ 3 cho cao thủ xóm Đông và người thực hiện là Văn Quang. Không được. Đó là cú sút của Văn Đại. Chúng ta có thể thấy là một tình huống đệm lòng bằng chân phải rất nhanh của cầu thủ trẻ số 18 Văn Đại. Chúng ta thấy đấy là hai chú cháu đang chơi ở hai cánh rất song song với nhau, đó là Văn Đại và Ngô Toản. Theo như chúng tôi thì đó là một sự sắp xếp hợp lệ của ban huấn luyện xóm Đông. Thời gian thi đấu chính thức của hiệp 1 cũng không còn nhiều và tỷ số vẫn đang là không đều. Văn Đại. Hồng Sơn, lỗi rồi, và như vậy là chiếc thẻ vàng đầu tiên của mùa giải năm nay đã được rút ra cho Hoàng Sơn. Và cũng là cầu thủ nặng ký nhất ở trên sân lúc này, sau Ngô Toản. Có thể nói là chiếc thẻ vàng mở hàng đầu tiên trong mùa giải năm nay dành cho cầu thủ trẻ số 12 Hồng Sơn. Nhật Anh, cú sút rất mạnh, rất tốt, không vào.
chúng ta thể thấy là đó là cú sút của tiền đạo cầu thủ trẻ bên phía xóm bến, đó là Tuân Tít số 11. Tuân Tít không phải, xin lỗi quý vị, đó là số 11 cầu thủ trẻ Hoàng Nam đã có một tình huống sút bóng cận thành, rất tiếc là bóng đã đi chệch khung thành. Có lẽ là pha bóng vừa rồi là một pha bóng vất vả đối với thủ môn Mạnh Hùng. Và trong một tình huống va chạm vừa rồi thì có lẽ là thủ môn Mạnh Hùng cũng đang bị đau. Cần phải có những kỹ năng mỗi khi bắt bóng của những thủ môn thì sẽ tránh được những chấn thương. Bao giờ cũng vậy, chúng ta đều thấy là mỗi khi giải bóng của Đỗ Xá cũng như là Bà Điểm chúng ta diễn ra thì thu hút rất nhiều những cổ động viên của những xã lân cận như Trần Phú, Đống Chanh, Lam Sơn, Phố Nghệ. Và song song với chúng ta trong buổi chiều ngày hôm nay đó là cuộc so tài trong trận đấu thứ hai của mùa giải lần thứ 20 của quê hương Đặng Xá, cũng là trong xã Bà Điểm của chúng ta, cuộc đối đầu giữa FC Con Cò và FC Đình Một. Đăng Trình thành công, một bàn cơi không được, cơi rất nhanh. Và như vậy là thủ môn Văn Nam đã phải ra rất xa để cản phá trong tình huống vừa rồi. Không hề có lỗi. Chúng tôi vẫn chưa thấy tiếng còi. Và như vậy đây là tiếng còi được cất lên và chúng ta sẽ chờ xem đó là tình huống, là tình huống mà Thành Công đã bị phạm lỗi. Thành Công đã bị phạm lỗi trước đó. Và chúng ta thấy là đứng gần nhất với tình huống đó, đó là trọng tài viên. Và chúng ta hãy hết sức bình tĩnh để chúng ta nghe hiệu lệnh của trọng tài. Trong sân thì trọng tài là to nhất, còn to hơn cả bố vợ. Đấy là chúng tôi tính ở trong sân nữa ạ. Và lại thêm một tình huống đá phạt nữa dành cho xóm Đông. Vẫn chưa có bàn thắng. Đánh đâu? Không được. Đó là pha băng vào của hậu vệ Trương Chỉ. Đó là một pha băng vào của hậu vệ Trường Thơm rất hiếm hoi lên tham gia tấn công. Chúng ta thấy đấy là một pha băng vào rất dũng mãnh của lão tướng Trường Thơm khi mà anh tham gia tấn công. Trường Thơm, Torres. Một pha phá bóng tròn vai của Vinh Nghệ An. Và chúng ta còn nhớ câu thơ của mùa giải năm ngoái, đó là Cường Quảng Ninh, Vinh Nghệ An, cháu bà chổ hổ xóm chùa. Và năm nay thì thiếu vắng Cường Quảng Ninh rồi. Với điều lệ rất khắt khe thì cầu thủ Cường Trợn, Cường Quảng Ninh đã không có mặt ở trong đội hình xóm chùa trong mùa giải năm nay. Chúng ta thấy là có một điều gì đó mà ở hai hàng thủ của hai bên đều đang thi đấu rất chắc chắn giống nhau. Ngô Toàn, qua đi! Không được. Không có bàn thắng cũng không sao, nhưng cô đã đặt rồi. Hoàng Bách vẫn còn. Thành Công. Chúng ta thấy đấy là tiền đạo Thành Công đang bị kèm rất chặt bởi hai cầu thủ. Nguyễn Tiến
không được. Trường Thơm, Tò Đét, cầu ơi, không được. Đó là tình huống sút bóng vào biển quảng cáo của xóm 2. Giải đấu của quê hương Bà Điểm chúng ta luôn là giải đấu được thu hút cũng như là rất nhiều những cơ hội. Cú sút từ quá xa của Cường Tho Đẹp luôn là một giải đấu có những điều bất ngờ cũng như là những điều mà có lẽ rất ít giải trên quê hương Việt Nam có được, như là trong một đội bóng có hai cặp đôi là anh em, là chú cháu, thậm chí là bố con. Và điều đó có được ở giải bóng đá Ba Điểm của chúng ta. Và điều đó có được ở xóm trại. Vâng, có lẽ là từ đầu trận tới giờ, ban truyền thông và ống kính camera của chúng tôi đang tìm cơ hội biệt bị rồi. Một cơ hội dành cho lao tướng Ngô Toàn. Vâng, rất tiếc là anh đã rơi vào thế biệt bị. Mỗi khi xóm đông thi đấu thì luôn luôn có những cổ động viên rất nhiệt tình. Vâng, và tuy nhiên ống kính của chúng tôi vẫn chưa nhìn thấy và ghi lại khuôn mặt của một người khá mạnh mẽ của xóm đông, đó là anh Trần Sùng. Chưa thấy anh đâu cả. Chúng ta thể thấy là một thế trận tương đối cân bằng. Và có lẽ chắc chắn là hiệp một chúng ta sẽ kết thúc mà không có bàn thắng. Bởi vì chúng ta thể thấy là thế trận đang diễn ra cân bằng và chặt chẽ. Đặc biệt là có hai thủ thành chơi rất tốt. Đó là Văn Nam và Mạnh Hùng. Vâng, tuy nhiên thì hiệp một của chúng ta sẽ chỉ có một phút bù giờ mà thôi. Nhật Anh lỗi rồi, đó là tình huống phạm lỗi của Mạnh Hùng với lão tướng Ngô Toàn. Một tình huống phạm lỗi ở phía sau. Chúng ta để thấy là trong luật bóng đá thì tất cả những tình huống phạm lỗi phía sau đều rất nguy hiểm và nhận án phạt khá nặng của tổ trọng tài nếu như mà có những tình huống phạm lỗi cố ý. Thành công. Không được. Vâng, và có lẽ là trong thời gian nghỉ giữa hai hiệp thì ban huấn luyện của hai bên sẽ đưa ra những đấu pháp hợp lý để hai đội sẽ có bàn thắng đem lại những chiến thắng. Và lúc này thì trọng tài Nguyễn Anh Tuấn đã đổi tiếng còi kết thúc hiệp 1 mà không có bàn thắng được ghi. Xin mời quý vị chúng ta cùng tạm nghỉ ít phút và chúng ta cùng đến với cô ca sĩ xinh đẹp của ban tổ chức sẽ gửi đến dành tặng cho tất cả chúng ta.
đầu vào buổi chiều ngày mai thì trận đấu chúng ta sẽ chính thức được bắt đầu vào lúc 16 giờ. Đúng 16 giờ là bóng sẽ lăn. Chính vì vậy mà chúng ta sẽ không chờ đợi ai. Và điều lệ của ban tổ chức sẽ đưa ra nếu như đội nào come on, say!
Dạ vâng, một tràng vỗ tay được không ạ? Dạ vâng, để tiếp theo chương trình thì xin mời đại gia đình nhà mình chúng ta sẽ cùng thưởng thức với một sáng tác cũng rất là quen thuộc được mang tên Vẫn Nhớ trên nền nhạc remix. Mời đại gia đình nhà mình cùng đón nghe. We'll be right back.
hát kìa là sập, cứ hát là sập. Vâng, xin lỗi quý vị có sự cố lưới điện, chính vì vậy mà cái âm thanh sẽ không thể thông suốt được. Và thưa quý vị, chúng ta cùng đến với hiệp 2, trận khai mạc tranh tài đầu tiên của mùa giải lần thứ 14 năm nay giữa FC Đông Bình và FC Sông Bến. Và đây là hiệp 2 của trận đấu. Ở trong hiệp 2 này thì các thủ Sóng Đông trong trang phục áo trắng quần đen là những người bảo vệ cầu môn bên phía tay phải của quý vị. Và bên kia chiến tuyến các thủ trong trang phục áo đỏ quần xanh là các thủ Sóng Bến, là những người chân dũng cầu môn bên phía tay trái của chúng ta. Đánh đầu! Không được. Lại thêm một tình huống đánh đầu của hậu vệ Trường Thơm. Vâng, rõ ràng là trong hai tình huống vừa rồi chúng ta có thể thấy là lão tướng hậu vệ Trường Thơm đã lên tham gia tấn công và đã mang lại nguy hiểm cho khung thành của thủ môn Văn Nam. Lỗi rồi, và như vậy là lão tướng Ngô Toàn đã phạm lỗi. Vâng, có lẽ là trong hiệp 2 này thì một sự thay đổi về phong thủy. Người ngồi ngay cạnh tôi đây đó là anh Trần Sung. Anh đã di chuyển từ bên phía khán đài B sang bên phía khán đài A để có lẽ là thay đổi phong thủy. Bởi vì Xóm Đông đã có rất nhiều những pha bỏ lỡ, ghi bàn, làm bàn ở trong hiệp 1. Và chúng ta cùng đến với hiệp 2 với một tình huống đá phạt của đội trưởng Nhật Anh. Vũ kêu, không được. Mặc dù với một lợi thế về chiều cao, tuy nhiên đã có một tác động rất nhỏ ở hậu vệ bên phía Xóm Đông, làm cho hậu vệ Vũ Kiều đã không thể bật cao để tận dụng lợi thế chiều cao của mình. Một mùa giải được diễn ra và kết thúc thành công thì được kể đến là chúng ta, các cầu thủ không gặp phải chấn thương nào, chúng ta không có mâu thuẫn, chúng ta không có xích mích gì. Đó là những điều thành công, chứ không phải thành công chúng ta là đoạt cúp hoặc là chúng ta giành giải nhất, giải nhì gì, mà chúng ta sẽ về để lại ấn tượng cho quý vị khán giả như thế nào, để lại những hình đẹp trên live stream, trên các phương tiện truyền thông như thế nào mà thôi. Và chúng ta đều thấy là giải bóng đá Đỗ Xá
người hàng xóm thân yêu của chúng ta vừa rồi đã kết thúc rất thành công. Và chúng ta mong rằng giải Ba Điểm, giải thôn Ba Điểm chúng ta lần thứ 14 này cũng sẽ thành công như vậy. Đặc biệt là về yếu tố thời tiết. Chúng ta có thể thấy là bằng những sự cố gắng thì ban tổ chức đã làm hết mình để có một sân chơi, để tạo ra một mùa giải đặc biệt là rất tốn kinh phí. Chính vì vậy mà cũng mong rằng các mạnh thường quân sẽ ủng hộ cho mùa giải của chúng tôi được thêm kinh phí để có kinh phí để tổ chức. Ném biên cho xong bến. Đánh đầu. Đó là tình huống đánh đầu của hậu vệ Đăng Trình. Và chính Đăng Trình cũng đã bị phạm lỗi. Cho tới lúc này thì xóm Đông Bình mới có một sự thay đổi người. Và đội hình của xóm bến thì vẫn được giữ nguyên. Mạnh Tưởng, Ngô Toàn, kịp không? Cố lên! Thành công! Một tình huống đánh đầu hơi với của Thành Công. Vâng, tuy nhiên chúng ta thể thấy là một nỗ lực tạt bóng vào của lão tướng Ngô Toàn. Khi mà anh đã vượt qua được hậu vệ Mạnh Hùng. Tuy nhiên chúng ta thể thấy là một tình huống đánh đầu bị với của Thành Công đã làm cho đường bóng không còn chính xác nữa, lỗi rồi. Và như vậy là trên tay trọng tài đã cầm sẵn một chiếc thẻ vàng dành cho cầu thủ số 95 Hoàng Bách. Lúc này thì ở trên sân đang có chỉ số rất đều nhau. Thẻ vàng là một đều và tỷ số vẫn đạt là không đều. Một quả đá phạt với một cự ly và góc sút khá rộng. Và đứng trước bóng lúc này vẫn là số 7 Thành Công. Và như ở mùa giải của bóng đá đấu xá thì khi mà bình luận viên bước xuống sân thì chắc chắn sẽ có bàn thắng, và đây rồi. Thành Công, anh đang căng thước ngắm. Thành Công không vào. Cú đá phạt quá tốt của Thành Công, còn tuy nhiên thì bóng đã đi vào xà ngang. Phải chăng là khung thành đang là hơi thấp? Chúng ta thấy là rất nhanh thì 10 phút của hiệp 2 đã trôi qua. Và bàn thắng vẫn chưa được mở mà nó chỉ dừng lại ở những tình huống nguy hiểm mà thôi. Văn Quang. Ném biên tiếp theo cho các cầu thủ áo đỏ. Mạnh Hùng. Lỗi rồi. Hai đội vẫn đang thi đấu có thể nói là khá cân bằng ở vòng tròn trung tâm. Trong trận đấu ngày hôm nay chúng ta có thể thấy là hai hàng hậu vệ của hai bên thi đấu rất chắc chắn. Dường như họ không có sai sót và càng không có những khoảng trống để cho những tiền đạo có thể kết thúc. Đó là
Và cho dù trận khai mạc của chúng ta có diễn ra như thế nào, tỷ số ra sao, kết quả như thế nào, thì được thi đấu ở trận khai mạc thì đó là một điều danh dự. Thành công. Ngô Toàn. Rồi. Vâng, như vậy là sóng bến đã ghi bàn. Như vậy là sóng bến đã mở tỷ số trong trận khai mạc ngày hôm nay. Vâng, và đúng là như vậy. Nói gì thì nói, mà khi bình luận viên bước xuống sân thì rõ ràng là có bàn thắng. Quý vị có thể thấy, nói thì bảo duy tâm, khi bình luận viên bước xuống sân thì chắc chắn bàn thắng sẽ đến. Và nó chỉ đến sau khoảng 3 phút mà thôi, khi mà bước xuống sân. Và bàn thắng đã đến cho các thủ xóm bến Trường Thơm, và chắc chắn rằng rồi. Những phút còn lại ở trong hiệp 2 này thì đó là một trận đấu diễn ra sẽ hấp dẫn và kịch tính hơn rất nhiều khi mà có một bàn thắng được tạo nên. Ném biên cho sóng bến. Vâng, như vậy là cầu thủ ghi bàn mở tỷ số trong trận khai mạc ngày hôm nay dành cho sông Bến. Đó là cầu thủ trẻ số 22, Tuân Tít. Và theo như chúng tôi thì một bàn thắng đến với cầu thủ sông Bến sẽ tạo ra được rất nhiều bàn thắng trong trận đấu ngày hôm nay. Rõ ràng là trong bóng đá, chúng ta thể thấy là cầm bóng nhiều hơn, tấn công nhiều hơn, nhiều cơ hội hơn, chưa chắc đã có bàn thắng trước. Và chúng ta thể thấy là rõ ràng, và trong trận đấu ngày hôm nay là như vậy, các thủ xóm đông họ chơi tốt hơn, cầm bóng nhiều hơn. Tuy nhiên thì hiệu quả họ lại không bằng xóm bến, khi mà xóm bến chỉ có một tình huống vừa rồi thôi. Thì Tuân Tít đã có mặt rất kịp thời và hạ gục thủ môn bên phía xóm đông. Văn Quang chắc chắn ông đường truyền dài rất tốt. Đó là tình huống bắt bóng rất gọn gàng của Văn Nam. Bằng rõ ràng chúng ta thể thấy là đội hình của xóm đông đá đẩy lên cao rồi. Cầm to đá. Đó là cú sút có thể nói là hết đất chấm của lão tướng Cường Torres. Đội hình của xóm đông đá đẩy lên cao bởi vì họ đang bị thủng lưới trước. Hoàng Bách bất ngờ. Tiếp tục là những tình huống ném biên cho các cầu thủ áo đỏ. Và chúng ta thể thấy là khi có bàn thắng thì sân vận động chúng ta đã trở nên sôi động hơn rất nhiều bởi các cổ động viên xóm bến. Hàng loạt những chiếc mũ cối xanh đã được giơ lên, đã được khua lên để ăn mừng bàn thắng của Tuân Tít. Đây là thành công. Hơi đơn độc trên hàng công. Rõ ràng là một lối chơi phòng ngự chặt, phản công nhanh của xóm đông. Khi mà họ mất bóng thì cao thủ sẽ lập tức cùng nhau lùi về. Và khi tấn công thì họ lại cùng nhau lên rất đều. Và thời gian của hiệp 2 vẫn còn rất dài. Nó chỉ trôi qua 1/3 mà thôi. Mạnh Hùng. Torres.
Vinh Nghệ An rất kinh nghiệm. Đó là phong cách chơi của lão tướng Vinh Nghệ An. Có một chiếc áo đấu hơi dài. Ném biên cho xóm Đồng. Mạnh Tưởng, Bình Nghệ An, Văn Quang, Minh Tiến, không được. Và lại làm tình huống phản công dành cho các cầu thủ áo đỏ. Không được rồi. Vừa rồi thì Mạnh Hùng đã thực hiện đường truyền không được tốt cho Minh Long. Đăng Trình, không được. Và chúng ta có thể thấy là hậu quả khi mà không được cao. Hoàng Thế, một tình huống ném biên tiếp theo cho Song Bến, và đây là Hoàng Thế. Lại thêm một tình huống ném biên nữa. Người ném biên đó là Tuân Tít, cũng chính là tác giả của bàn thắng mở tỷ số trong trận đấu ngày hôm nay. Đánh đâu? Tuân Tít, không được. Thôi, có thể nói là cơ hội rất rõ ràng cho sóng Bến. Tuy nhiên thì sóng gió đã trôi qua trước khung thành của thủ môn Mạnh Hùng. Chúng ta có thể thấy là các tuyến của sóng Bến đang chơi rất đồng đều. Nếu không có hậu vệ lão tướng Mạnh Tưởng ở tình huống vừa rồi thì rất có thể là lưới của thủ môn Mạnh Hùng đã rung lên thêm một lần nữa rồi. Rất nhiều những quả ném biên cho xóm Bến. Vinh Nghệ An, đó đẹp, không hề có lỗi, tiếp tục lợi thế cho xóm Bến. Văn Đại, không được. Chúng ta có thể thấy là rất nhiều cơ hội cho xóm Đông. Vâng, tuy nhiên vẫn thiếu một điều gì đó. Bằng sự gắn kết, bằng những tình huống kết thúc. Vâng, và theo quan sát chúng tôi thì lão tướng Đức Chính đã vào sân để thay cho số 9 Minh Tiến. Lại là một lão tướng già dơ được đưa vào sân. Rõ ràng là chúng ta thấy là mỗi khi trận đấu mà có sự xuất hiện của sóng Bến thì bầu trời trên sân vận động Sáng Phát Điểm chúng ta sẽ được chia làm hai. Và đúng là như vậy. Ở bên phải lúc này thì chúng ta thể thấy là một dàn cổ động viên rất nhiệt tình của sóng Bến. Họ đang cổ vũ khá nhiệt tình. Còn tuy nhiên nửa bên phía trái của sóng Đông thì các cổ động viên đang khá im lặng. Họ cần sẽ phải cổ động nhiều hơn nữa cho xóm của mình để tăng thêm động lực. Ngô Toàn, Mạnh Hùng, rồi đây là Minh Long. Minh Long, rồi không được. Chúng ta để thấy là Minh Long đã rất khéo léo để đi qua được lão tướng già dơ Vinh Nghệ An. Tuy nhiên thì không thể đi qua được Văn Quang. Trong những phút vừa qua thì phần lớn bóng đang lăn ở trên sân của xóm Đông.
rõ ràng là cầu thủ Sóng Đông sẽ phải hạn chế và làm giảm nhiệt bởi sự hưng phấn của cầu thủ Xóm Bến. Chúng ta có thể thấy là trong trận đấu ngày hôm nay thì ban huấn luyện của Sóng Đông đã đưa ra một chiến thuật khá mới mẻ. Ở tất cả những trận đấu trong mùa giải trước thì dường như khi mà Sóng Đông nhận những bàn thua thì ban huấn luyện sẽ kéo Thành Công về đá ở vị trí cuối cùng và đẩy Ngô Toàn cũng như là Mạnh Tưởng và Đăng Trình lên cao hơn. Tuy nhiên là trong trận đấu ngày hôm nay thì ban huấn luyện của Sóng Đông đang làm những điều ngược lại và Thành Công vẫn được đá ở bên trên cùng hàng tấn công của Sóng Đông. Đăng Trình, Thành Công không vào. Chúng ta thấy đấy là cú sút bằng chân trái rất uy lực của Thành Công. Và chỉ là một quả phạt góc mà thôi. Và Đăng Trình sẽ là người thực hiện tình huống phạt góc này. Đánh đầu. Tình huống đánh đầu phá bóng của Cường Torres. Rõ ràng là chúng ta đều thấy là cầu thủ Sóng Bến họ đang khá hưng phấn khi mà Tâm Tít đã mở tỷ số trong hiệp 2 trận đấu ngày hôm nay. Sẽ cần phải làm giảm nhiệt khi mà đối phương của mình đang hưng phấn. Hoàng Thế, đó là pha chạm bóng đầu tiên của lão tướng Đức Chính bằng một tình huống đánh đầu phá bóng ra biên. Đánh đầu. Bởi như vậy là trọng tài đã xác định bóng đi hết đường biên ngang. Vâng, rõ ràng là sở hữu một đội bóng có nhiều cầu thủ nhất thì FC Sóng Bến họ đang có lợi thế về sức trẻ. Hơn 100 chiếc áo thi đấu đã được in và đã được mặc. Lại thêm một lần nữa mà chúng ta có thể thấy là thời tiết đang rất ủng hộ cho trận đấu ngày hôm nay. Và đó cũng là điều rất quan trọng để các cầu thủ thi đấu tốt và đặc biệt là dành cho các cổ động viên. Khi mà ngồi xem chúng ta sẽ mát mẻ hơn, đặc biệt là đối với các cổ động viên nữ. Thôi! Vâng, như vậy là lưới đã rung, tuy nhiên thì bóng đã ra đằng sau lưới mà thôi. Các cổ động viên của Sóng Bến có một màn ăn mừng hụt. Ném biên cho Sóng Đông.
Vâng, như vậy là chân sút tốt nhất của sóng đồng lúc này là lão tướng Ngô Toản vẫn chưa có bàn thắng cho riêng mình. Và đặc biệt là các thủ sóng đồng họ lại đang phải nhận một bàn thua. Cơ hội! Chúng ta thấy đấy là lão tướng Ngô Toản đã xin lỗi, thành công đã đưa ra bằng cái chân phải rất nhanh. Tuy nhiên thì tầm quan sát và tập trung thì thủ môn Văn Nam vẫn là người chiến thắng. Vâng, rõ ràng là chúng ta thấy là một đội hình được ví như là cô xe tăng Đức, một đội hình ra dơ. Đó là hai đội bóng đối đầu với nhau giữa sự già dơ, kinh nghiệm và sức trẻ. Một pha thực hiện đá biên rất nhanh, Ngô Toản. Vũ Kiều, Mạnh Tường, đá biên cho xóm đồng. Đem biên tiếp theo cho xóm đồng. Chúng ta có thể thấy là xóm đồng đang rất khẩn trương. Họ đang tận dụng từng những tình huống ném biên. Mạnh Tường. Bóng vẫn trong chân của cao thủ dòng đồng, đây là Văn Đại, Văn Quang. Vượt qua rồi! Không được! Vậy như vậy là rất tiếc. Vâng, tuy nhiên thì trọng tài đã xác định có quả phạt góc cho dòng đồng. Chúng ta có thể thấy là những tình huống đá phạt cố định luôn đem lại những điều rất nguy hiểm. Và trước mắt chúng ta là một quả phạt góc dành cho cỗ xe tăng xóm đông. Đánh đâu? Không được. Bởi như vậy là thêm một lần nữa thì Trường Thơm đã lên tham gia tấn công. Chúng ta có thể thấy là đội bóng được ví như cỗ xe tăng. Cỗ xe tăng đó là đội bóng của Đức. Cỗ xe tăng thì luôn chậm chạp, già nua, vâng, tuy nhiên lại rất chắc chắn. Đi bước nào chắc bước đấy. Và xóm đông đang khoác trên mình màu trắng, màu áo của đội tuyển Đức. Và phải chăng họ đang bước những bước chậm nhưng chắc? Tuy nhiên thì lúc này xóm đồng đang bị dẫn trước một bàn. Lại thêm một tình huống đá phạt cho xóm bên. Lão tướng Cường Tones. Còn như vậy là thủ môn sẽ phải đấm bóng ra. Mạnh Tường. Không được. Vẫn còn. Đây là thành công. Chúng ta có thể thấy là mỗi năm
thì thân hình của Thành Công lại to thêm ra. Và tuy nhiên thì chúng ta đều thấy là năm nay vừa mới ít ngày thôi thì Thành Công cũng đã bảo vệ thành công chiếc cúp vô địch cho xóm bố vợ tại giải bóng đá của phố muộn. Và hôm nay thì Thành Công đang thi đấu trong đội hình xóm đông. Và cho tới lúc này thì Thành Công vẫn chưa thể có bàn thắng cho riêng mình. Con nãy anh thẳng cam nhờ. Còn nãy thẳng cam đúng không? Quả nó thấy quả bóng này tôi né luôn mà. Đó, chúng ta có thể thấy là được vào sân thi đấu thì đó cũng là điều vinh dự rồi. Và đặc biệt là những giải đấu tại quê hương của chúng ta. Khi mà chúng ta vào sân thi đấu đóng vai trò là một cầu thủ thì đó cũng là một niềm đam mê với trái bóng cũng như là được ban huấn luyện tin tưởng rồi, dù chỉ là một phút. Và chúng ta có thể thấy là vào lứa tuổi của chúng ta còn rất nhiều người còn không biết đến một môn thể thao nào cả. Họ chỉ ưa thích ngồi ở trong điều hòa máy lạnh. Và điều đó sẽ rất nguy hiểm khi mà chúng ta không biết đến thể thao, chúng ta không tập luyện. Mạnh Tường. Rồi, một cú sút tơi bời của Mạnh Tường. Tuy nhiên thì chúng ta thể thấy là đúng không? Mạnh Tường đã nhận thấy thủ môn Văn Nam lên cao. Thời gian ngày càng trôi đi và các thủ xóm bến vẫn đang có cho mình một bàn thắng. Tuy nhiên cách biệt một bàn đang là khá mong manh. Đăng Trinh. Rất tốt. Trường Thơm rất cố gắng. Không được. Vâng, tuy nhiên thì chúng ta đều thấy là trọng tài đã thổi còi tiền đạo của xóm bến đã rơi vào thế biên vị, đó là số 21 Minh Long. Rất bình tĩnh. Mạnh Tường, Vũ Kiều, Văn Quang, quan sát các bạn có thể thấy là xóm đông đã quyết định đưa một tiền đạo trẻ vào thân, đó là số 21 Văn Khá. Năm nay anh mới 16 tuổi mà thôi. Văn Khá. Mạnh Tường. Thành Công. Rồi. Công vào. Đó là cú sút bằng chân trái của số 7 Thành Công. Quá đáng tiếc. Một tình huống xoay người đi qua ô về của xóm bến và tung ra bằng một cú sút bằng chân trái. Có lẽ là cho tới lúc này thì các cầu thủ đã thấm mệt rồi. Với một tốc độ cao của thế trận thì cầu thủ đang bị căng cơ. Hãy
Như vậy đang nằm trên sân, đó là tác giả của bàn mở tỷ số cho Sông Bến, đó là số 22 Tuân Tít. Chúng ta có thể thấy là như thường lệ thì trên sân vận động của chúng ta đang có những tấm biển quảng cáo của các nhà tài trợ làm cho sân vận động của chúng ta rất đẹp mắt và ý nghĩa hơn, và giải đấu của chúng ta trở nên chuyên nghiệp hơn. Thay mặt cho ban tổ chức xin được cảm ơn các nhà tài trợ đã ủng hộ cho giải đấu xuất phát từ niềm đam mê và cái tâm của mình. Xin cảm ơn công ty Chi Lâm, cảm ơn công ty cổ phần bột gỗ NK Việt Nam, anh Đình Duy đã luôn ủng hộ và đồng hành với mùa giải cũng như là xóm trại của mình. Và mong rằng rất giải của chúng ta có thật nhiều những nhà mạnh thường quân như vậy. Đáng trinh, không được. Vâng, có lẽ là những tình huống phá bóng rất mạnh. Vâng, tuy nhiên thì nó cũng không xa lạ gì với bóng đá ba điểm của chúng ta. Và các cổ động viên chúng ta cũng tập dần, đặc biệt là các cổ động viên nữ chúng ta cũng tập làm quen, tập dần với những tình huống mà các cầu thủ phá bóng đập vào người. Không sao cả, chúng ta đều là những siêu nhân. Văn Quang kêu, có lẽ là không kịp. Văn Đại, Minh Long, Văn Quang, cơ hội, không được. Đó là pha bay người phá bóng của đội trưởng Nhật Anh. Chúng ta thấy là có tới 3 cầu thủ áo đỏ đang nằm sân, 4 cầu thủ, 5 cầu thủ. Đá mà nằm kinh vậy. Trong bóng đá thì chúng ta có thể thấy có rất nhiều những cách thức. Vâng, tuy nhiên chúng ta hãy làm những điều mà hợp lệ thì chúng ta nên làm. Bởi như vậy là chúng tôi cũng xin nhắc tổ y tế là khi mà tổ trọng tài cho vào sân thì chúng ta mới vào. Chúng ta cũng tuân thủ theo điều lệ cũng như là luật của bóng đá. Vinh Nghệ An đánh đâu? Trời ơi! Không được. Văn Quang, Văn Quang, lỗi rồi. Bởi như vậy là số 17 đã phạm lỗi với Văn Khá. Các lão tướng xóm đồng vẫn đang rất miệt mài và chăm chỉ để nhận những đường bóng của đồng đội. Tuy nhiên vẫn thiếu đi những tình huống kết thúc cuối cùng. Đánh đâu? Không được, biệt vị rồi. Chúng ta để đấy là có tới 3 cầu thủ của xóm đông đã biệt vị trong tình huống vừa rồi. Và như vậy là xóm đến có sự thay đổi người tiếp theo. Số 11 rời sân. Và thay vào đó là số 71.
Và chúng ta cùng trở lại với hiệp 2 của trận đấu ngày hôm nay. Tỷ số vẫn đang là 1-0 tạm nghiêng về xóm Bến. Rất khẩn trương. Văn Khá. Chuyển đổi đó là Văn Đạt. Vâng, như vậy là hiệp 2 của chúng ta có 5 phút bù giờ. 5 phút cho những nỗ lực của xóm Đông. Và 5 phút cũng là bảo vệ thành quả cho 3 điểm đầu tiên của xóm Bến. Đó là những hai cảm xúc trái chiều nhau. Nhật Anh. Rồi. Và tuy nhiên thì cái thủ xóm Đông thêm lần nữa lại rơi vào thế việt vị. Vâng, xin mời tổ y tế vào sân. Đấy. Đã thủ xóm Đông mà bị thương chạy nhanh thế. Xóm Bến nằm tới 5 cầu thủ về đi, vừa đi vừa uống thuốc lá, khổ thật. Và xin mời quý vị chúng ta cùng trở lại với 5 phút bù giờ của hiệp 2 trận đấu ngày hôm nay. Và tỷ số vẫn đang là 1-0 nghiêng về xóm Bến. Vào buổi chiều ngày mai sẽ là cuộc so tài giữa xóm 2 và xóm 3. Và có thể nói chúng ta thấy đấy là xóm 2 đã rơi vào bảng tử thần. Và chắc chắn rằng đêm hôm nay thì ban huấn luyện của xóm 2 họ sẽ phải nghiên cứu rất kỹ đội hình của xóm 3. Cơn lốc màu da cam là một đội bóng, là một ứng cử viên có thể nói là khá mạnh trong mùa giải. Rất khéo. Văn Đại. Vẫn còn. Đây là Tuấn Tít. Rất đẹp. Hơi sâu rồi. Vâng, tuy nhiên thì cầu thủ vừa mới vào sân số 71 đó là Hoàng Quân cũng đã rơi vào thế việt vị. Tuy nhiên chúng ta thể thấy là Tuấn Tít cũng đã có một pha chuyền bóng rất đẹp bắt cho đồng đội của mình băng xuống từ cánh trái. Tuy nhiên là đường chuyền hơi chậm cũng như là hơi sâu. Thành công. Không được. Chúng ta thấy là những bước đi tập tễnh của đội trưởng Thành Công. Tất cả là cố gắng, tất cả là để cống hiến. Chúng ta thể thấy là biển tấm biển, một slogan của xóm Đông Bình đó là thi đấu quyết tâm cống hiến những pha bóng đẹp. Không được. Một pha sút bóng hơi vội của Tuân Tít. Vô Toán. Đúng là va phải một chiếc xe đu. Đăng Trình. Bình Nghệ An. Quá mạo hiểm. Vâng, chúng ta thể thấy là rất hồi hộp từ trọng tài đã nhìn đồng hồ. Tuy nhiên thì chúng ta thể thấy là bàn thắng có thể ghi bất cứ lúc nào, kể cả tính từng giây. Rất có thể trong những giây cuối cùng thì xóm Đông cũng sẽ gỡ hòa. Và rất có thể xóm Bến cũng có bàn thắng nhân đôi cách biệt.
Có đấy. Đây là Tuấn Tít. Tuấn Tít không được. Rất tiếc là cú đá của Tuấn Tít, bóng đá ăn ra má ngoài chân phải và bóng đá đi chạch cùng thành khá xa. Thêm một lần nữa thì Tuấn Tít đang nằm sân. Và chúng ta sẽ có thời gian bù giờ của bù giờ. Tất cả những tình huống bóng chết thì trọng tài sẽ cho dừng đồng hồ và sẽ bù giờ, cho nên là các cầu thủ chúng ta hoàn toàn yên tâm. Mùa giải năm nay của chúng ta sẽ làm rất chuyên nghiệp. Tất cả những tình huống bóng chết đều sẽ dừng thời gian để bù giờ. Đăng Trình, Mạnh Tướng, rồi không vào. Đây là thành công rồi ơi. Bóng vẫn không thể vào lưới và chúng ta đang mong chờ lưới của Sông Miên rung lên. Tuy nhiên thì đó là tình huống biệt vị rồi. Thời gian đã trôi về những giây cuối cùng. Chỉ là một tình huống ném biên cho xóm đông mà thôi. Liệu tỷ số 1-0 có phải là dừng lại ở đây? Vẫn còn. Đăng Trình, đây là Văn Khá. Có lẽ là không kịp hết giờ. Vâng, như vậy là chiến thắng đầu tiên đã thuộc về xóm Bến trong trận khai mạc ngày hôm nay. Họ đã có 3 điểm, có thể nói là một chiến thắng rất vất vả trước xóm Đông.